Ave Maria. Ôi vì sao sáng lung linh đêm trường. Chương trình Sống Tin Mừng, trang tin mừng cho người nghèo xin gửi đến quý khán thính giả lời chào thân ái trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ ba 11 tháng 6 2019, chương trình Sống Tin Mừng gồm có Nên Chặt Cây Nào, Sẵn Sàng Nhượng Bộ, Lời Hàng Xóm. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình hôm nay, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Nên Chặt Cây Nào. Thầy hỏi, nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào? Câu hỏi vừa đưa ra, tất cả học sinh đều nói, tất nhiên là chặt gốc cây to rồi. Người thầy cười cười nói, gốc cây to kia chỉ là một gốc bạch dương bình thường, mà gốc cây nhỏ kia lại là một cây thông. Bây giờ các em sẽ chặt cây nào? Chúng tôi nghĩ, cây thông tương đối trân quý nên trả lời, tất nhiên sẽ chặt cây thông, cây bạch dương không được bao nhiêu tiền. Thầy mang theo nụ cười không đổi nhìn chúng tôi và hỏi, nếu gốc cây dương là thẳng tắp mà cây thông lại uốn éo siêu vẹo, các em sẽ chặt cây nào? Chúng tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, liền nói, nếu là như vậy, hay là vẫn chặt cây dương, cây thông cong queo, ngoằn ngoèo, làm gì cũng không làm được. Ánh mắt thầy lóe lên, chúng tôi đoán là thầy sẽ thêm điều kiện nữa. Quả nhiên thầy nói, cây bạch dương tuy thẳng tắp, nhưng bởi đã lâu năm, nên phần giữa mục rỗng, lúc này các em sẽ chặt gốc nào? Tuy không hiểu nổi trong hồ lô của thầy bán thuốc gì, chúng tôi vẫn từ điều kiện của thầy mà suy nghĩ và nói, thế thì lại chặt cây thông, cây dương ở giữa đã mục rỗng, càng không thể dùng. Sau đó thầy liền hỏi, thế nhưng dù cây thông ở giữa không mục rỗng, nhưng nó cong queo quá ghê gớm, bắt đầu chặt rất khó khăn, các em sẽ chặt gốc nào? Chúng tôi dứt khoát không suy nghĩ kết luận của thầy là gì nữa, liền nói, phải chặt cây dương, đều không thể dùng như nhau, đương nhiên chọn cây dễ chặt mà chặt. Thầy không để chúng tôi thở liền hỏi, thế nhưng trên cây dương có một tổ chim, mấy con chim non đang ở trong ổ, các em sẽ chặt gốc nào? Cuối cùng có người hỏi, thầy ơi, rốt cuộc thầy muốn nói gì cho chúng em vậy? Hỏi những thứ đó làm gì vậy thầy? Thầy thu hồi nụ cười và nói, các em vì sao không tự hỏi mình, rốt cuộc là chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện của thầy thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của các em. Nếu muốn lấy củi, các em liền chặt cây dương. Muốn làm hàng mỹ nghệ, liền chặt cây thông. Các em tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cầm theo búa lên núi chặt cây chứ. Bạn thân mến, một người chỉ khi nội tâm đã có mục tiêu từ trước thì lúc làm việc mới không bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu của bạn đã rõ ràng sao? Tư tưởng thông suốt mới có thể kiên trì. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Sẵn Sàng Nhượng Bộ. Thường thì ai cũng thích làm theo ý riêng, ai cũng thịnh tình với người hợp lý hơn mình. Nhưng nếu ta muốn Chúa ở với ta, đôi khi ta cũng cần phải bỏ ý riêng để bảo vệ lấy an bình. Làm gì có ai thông thạo, hiểu thấu được tất cả sự vật. Nếu thế, bạn đừng quá yên trí rằng mình sáng suốt. Một, hãy vui nhận ý kiến người khác. Ý bạn hay ư? Vì lòng mến Chúa, bạn cũng cứ bỏ nó đi để theo ý người khác. Như thế trong đường nhân đức, bạn sẽ tiến được xa lắm đấy. Ta thường nghe nói, chịu nghe và theo lời bàn của người khác còn chắc chắn hơn. Cũng có trường hợp, ý kiến đôi bên vẫn phải cả. Nhưng nếu cứ cố chấp không chịu theo ý người khác, khi lý trí hay hoàn cảnh bắt buộc, đó là một triệu chứng kiêu hãnh và điên gàng. Phúc lớn cho người biết tùng phục một Chúa trong bản thân các đấng bề trên thay mặt Chúa. Và người biết kiên nhẫn thực hành đức vâng lời có công lớn chừng nào. Đó là một hy sinh liên lỉ và kính ái hoàn toàn nhất. Chính đức vâng lời là giá trị, là vinh dự, là công phúc của đời sống công giáo, nhất là nơi sống tu trì, vì nó làm cho Chúa trở nên thầy tuyệt đối và sở chủ lòng ta. Nhưng để được thế, lý trí tâm hồn và hành động cần phải cộng tác vào việc thực hiện đức vâng lời. Lý trí công nhận, tâm hồn yêu mến,
làm cho nhanh nhẹn, quảng đại và bền bỉ. Lạy Chúa cứu chuộc con, tài nào thấy Chúa hy sinh quyền cả một Chúa Trời để vâng lời, mà con không yêu thích và thực hành đức vâng lời được. Tài nào thấy Chúa 30 năm trường vâng lời Đức Mẹ và Thánh Giuse trong hết mọi việc, mà con không thành tâm theo trọn những điều Chúa soi cho con trong lề luật và trong các đấng bề trên. Thấy Chúa vâng lời cả đến bọn đao phủ, khi chúng đặt Chúa nằm trên thánh giá, mà con phản kháng và kêu ca, thì phải vâng lời được sao? Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết thành tâm vâng lời để noi gương Chúa, để chứng tỏ lòng con khát ước đẹp lòng Chúa và để thực hiện thánh ý Chúa trong mọi nơi và mọi lúc. Dọc đường, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền sắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay cùng với toàn thể hội thánh chúng ta mừng lễ kính thánh Barnaba Tông Đồ. Thánh Barnaba, ngài là môn đệ của thánh Phaolô. Ngài là lớp môn đệ đầu tiên của các tông đồ. Cùng với thánh Phaolô, thánh Barnaba đã ra đi đến những cái cộng đoàn tiên khởi để loan báo tin mừng và giúp các cộng đoàn đó sống đức tin. Cụ thể, sách Công vụ Tông đồ nói cho chúng ta biết rằng thánh Barnaba đã đi đến Antiochia và nơi đó ngài khuyên nhủ mọi người bền lòng gắn bó với Chúa. Thánh Barnaba là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Sách Công vụ Tông đồ nói về thánh Barnaba như vậy: ngài là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Do đó những lời giảng dạy của người đã thu hút và làm cho ngày càng có thêm nhiều người theo Chúa. Cộng đoàn ở Antiochia đó, nơi mà thánh Barnaba đến giảng dạy để hướng dẫn, thì chính tại Antiochia lần đầu tiên các môn đệ, những người theo Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu. Vậy là cụm từ Kitô hữu chỉ về những người tin Chúa Giêsu, chúng ta được gọi là Kitô hữu. Hàng ngày chúng ta vẫn nói với nhau chúng ta là Kitô hữu, thì cụm từ đó xuất phát từ Antiochia, nơi mà thánh Barnaba phụ trách rao giảng. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng theo thánh Matthew, lễ kính thánh Barnaba hôm nay, giáo hội thuật lại lời của Đức Giêsu nói với các tông đồ là lời mời gọi ra đi loan báo tin mừng: anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, và anh em hãy ra đi, đừng mang theo điều gì cản trở tin mừng, và đến nơi đâu thì chúc bình an cho nơi đó, vào nhà nào anh em hãy chúc bình an cho nhà ấy.
Vâng, thưa ông bà và anh chị em, lời mời gọi ra đi vẫn luôn luôn được gửi đến chúng ta là Kitô hữu, bất kể chúng ta sống trong ơn gọi nào, sống trong đời sống tu trì hay chúng ta sống trong đời sống hôn nhân gia đình. Bởi vì đó là căn tính của Kitô hữu, căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu. Chúng ta khi nghe cụm từ ra đi, sai đi, chúng ta liên tưởng tới một hành động, bước tới. Điều đó là chính xác. Chúng ta bước tới với anh chị em của chúng ta, bước tới với những người chưa biết Chúa. Nhưng hành động bước tới đó còn được cụ thể hóa bằng những hành động thường nhật trong đời sống. Lòng tốt của chúng ta với anh chị em đồng loại, lòng bác ái thương yêu của chúng ta đối với nhau, và gương sống đức tin thường nhật trong đời sống ơn gọi của mỗi người chúng ta. Xin Thánh Ba-la-ba chuyển cầu cho mỗi người chúng ta trong ơn gọi của mình lắng nghe lời của Chúa trong tư cách là Kitô hữu. Chúng ta nhớ tới cộng đoàn Antioquia mà nơi Ngài phụ trách. Lần đầu tiên những người theo Chúa được gọi là Kitô hữu, thì xin Ngài nâng đỡ mỗi người chúng ta để chúng ta cũng được lắng nghe lời thúc đẩy của Chúa Thánh Thần như Ngài để ra đi làm chứng cho Chúa, làm chứng về đức tin mà mình đã đón nhận. Cảm ơn ông bà và anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sống Tin Mừng hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị. Chương trình Sống Tin Mừng sẽ được phát mỗi ngày trên trang Tin Mừng cho Người Nghèo vào lúc 20 giờ. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn được tràn đầy hồng ân. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Ave, Ave, Ave Maria.